Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu túi đeo mà đảm bảo cho mọi người đựng được nhiều đồ lại còn hết sức bảo vệ an toàn, có khả năng chống sốc. Cho các bạn xem sản phẩm ở trong này nhá, không bao giờ sợ hỏng hóc rơi vỡ gì. Trong này nhá, này iPad các thứ tôi có luôn này, các bạn thấy không? Cái màn hình này là vỡ từ trước chứ đúng không? Làm gì mà phải máy của ai ấy? Mày thấy quá khỏe của mình. Rồi dừng. Quay tiếp shot tiếp theo. Thì ra đùa các bạn thôi. Đây là cái tấm cường lực được dán và đã vỡ từ trước rồi. Quá phải không nhỉ? Đây là chiếc iPad của tôi. Đấy, thật ra nó vỡ cường lực từ đó. Và bọn mình thử nghiệm thoải mái. Trong này đang có một chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Mình có thể đựng được một chiếc Oppo Reno 5. Chúng ta có một cái chiếc iPhone XR sử dụng ốp đến từ Pikachu, số lượng giới hạn 129.000 đồng. Mình trong này còn có những thứ khác: chìa khóa xe, thẻ chung cư, thẻ ngân hàng, tai nghe. Và thế thì chúng ta sẽ cùng nhau review về chiếc túi với mức giá chỉ quanh quẩn tầm khoảng 300.000 đồng thôi. Vừa đảm bảo về độ bền, đựng đồ thoải mái và có một tính năng rất tuyệt vời là mọi người có thể sạc trực tiếp từ trong cái túi này. Rồi, thứ nhất về cái chiếc túi này thì là các bạn thấy sẽ của Seven làm custom lại, thì nó có một vài cái sự thay đổi. Như ở bên ngoài là cái logo, bên cạnh đấy chúng ta sẽ có một cái lớp vải để kháng nước nhẹ. Thế nghĩa các bạn có vô tình đi qua mưa hay những cái giọt nước hắt lên thì nó sẽ bảo vệ tránh chúng ta, chứ không phải là nhúng hẳn xuống nước mà nó sẽ kháng được đâu. Mình rất thích cái lớp này bên trong bởi vì nó rất là dày. Lớp này là siêu dày giúp cho mọi người có thể đảm bảo chống sốc, ngăn của nó đựng thoải mái. Ở bên ngoài, phần khóa kéo đầu tiên các bạn sẽ có hai túi, một cái là đựng bên trong và một cái các bạn sẽ có thể đựng ở bên ngoài. Mở bên trong ra thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều túi khác nữa. Đặc biệt mình thích cái cuối cùng là sẽ đựng một cái lớp nỉ. Cái này có khóa kéo để bạn đựng chiếc điện thoại như kiểu như này, mình không đeo ốp lưng ạ. Mình sợ cho nhiều vào nó sẽ bị trầy xước thì mình sẽ cho vào đây. Các bạn có thể cho cả những cái khác như là đồng hồ, mặt đồng hồ như này này, dễ bị trầy xước các bạn sẽ cho vào. Thì cái lớp túi nỉ này kèm với khóa kéo sẽ bảo vệ cho mọi người một cách tốt nhất. Tiếp theo, mọi người còn ít nhất 3 ngăn, trong đó chúng ta sẽ có thể để được một chiếc iPad với kích thước là 9,7 inch. Bọn mình thử những cái chiếc iPad thì mình thấy rằng kích thước này là duy nhất có thể fit được. Còn những cái kích thước như là 10.5, 10.2 thì nó sẽ không vừa. Và tất nhiên là đồng nghĩa là các bạn sẽ còn có chỗ để riêng cho cả điện thoại và rất nhiều các món đồ. Trong đó các bạn sẽ thấy là có một ngăn thì được thiết kế là có dạng lưới như thế này. Mục tiêu của nó là để chúng ta sử dụng cùng với sạc dự phòng. Các bạn thấy là trong túi đeo của Seven sẽ có sẵn một cái dây USB-A và các bạn sẽ cắm vào sạc dự phòng. Thì sạc dự phòng nếu chúng ta cắm liên tục thì có thể nó sẽ tỏa ra nhiệt. Vì thế là một cái túi này nó sẽ làm dạng lưới để giúp cho có thể tỏa nhiệt một cách tốt hơn. Và ở bên ngoài túi ở dưới đây mọi người còn có một cái cổng cắm A còn lại. Thì đây ví dụ như là chúng ta chỉ cần cắm dây sạc. Đó, các bạn thấy nó sẽ lên pin ngay. Điều này thì có thể là hàng ngày không có tiện các bạn, nhưng mọi người cứ nghĩ đến cái lúc mà đi du lịch ấy, thì cái việc mà các bạn mà vừa mang sạc dự phòng, các bạn là còn cầm điện thoại rất dễ bị giật, móc túi các thứ tinh. Thì đây là một cái rất quan trọng. Mình ngày xưa từng đi châu Âu, sau đó bị hai thanh niên rất đẹp trai và lúc đấy đã lừa mở cái túi mình ra để ăn cắp đồ. Nhưng may mắn là có người cùng đoàn phát hiện, và đấy là một cái mình nghĩ rằng nếu ngày xưa có này thì mình sẽ tránh được hiện tượng đấy hơn. Còn về cái chất lượng vải phía sau cũng tương tự như thế, nó được làm cả hai mặt dày và bên dưới cũng vậy, giúp cho cái việc chúng ta có thể rơi va đập các thứ thì nó sẽ tốt hơn. Chặt cái mà mình không ưng nhất ở đây chính là cái dây đeo. Các bạn thấy là dây đeo này thì tất nhiên là nó có thể co giãn được chỉnh chiều dài như này, nhưng mà tại vì cái phần giữ của chúng ta thì nó hơi bị lỏng, nó không thực sự chặt. Anh ra mình cứ đeo một ngày mình lại phải chỉnh lại cho nó ngắn hơn một chút. Còn bạn nào mà lưng dài thì các bạn thì chỉnh chiều dài một cách hoàn toàn phù hợp theo cái nhu cầu của bản thân. Cái phần kéo của nó là thế, chỉ có một cái kéo là từ đầu này sang đầu kia thôi. Còn cái túi trước đó mình dùng là túi Xiaomi thì nó sẽ có hai khóa kéo. Như vậy là cái việc mà quãng thời gian mà mình kéo từ đầu này đầu kia nó dễ hơn. Như vậy đây là một cái bài review cho mọi người về cái túi của Seven mình đang dùng quãng thời gian qua, thay cho cái túi của Xiaomi, bởi vì túi Xiaomi mình bị bẩn quá và mình chưa vệ sinh được. Thì đây là một sự lựa chọn cho anh em, và đặc biệt là nó đang có một cái voucher giảm giá 100.000 đồng trong thời gian giới hạn. Thì anh em hãy truy cập vào link bên dưới tham khảo thêm. Và những bạn nào đang dùng các cái túi hãy comment cho mình biết nhé. Và các bạn đang hài lòng cái gì và chưa hài lòng cái nào, để biết đâu Seven tiếp theo họ sẽ làm ra một cái túi phù hợp với nhu cầu của tất cả anh em. Hẹn gặp các bạn các video lần sau.